Xin chào anh chị nhà đầu tư đến với kênh Hoàng Niên Official. Sau đây là những thông tin cơ bản dành cho nhà đầu tư F0, tức là nhà đầu tư mới tham gia thị trường chứng khoán. Để trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp, bạn phải hiểu được các thông tin cơ bản trên bảng giá điện tử. Đây là những thông tin cơ bản nhất, gồm có giá tham chiếu, giá trần và giá sàn và cách tính giá tham chiếu, giá trần, giá sàn là như thế nào. Thứ nhất, đó là giá tham chiếu là mức giá đóng cửa của phiên giao dịch gần trước đó nhất đối với sàn HOSE và sàn HNX. Sàn Hà Nội, sàn HOSE thì là sàn Thành phố Hồ Chí Minh và HNX là sàn Hà Nội và là cơ sở để tính toán giá trần và giá sàn trong phiên giao dịch hôm đó, được biểu thị bằng màu vàng. Hai, giá trần mức giá cao nhất hay giá kịch trần mà nhà đầu tư có thể mua hoặc bán trong phiên giao dịch được biểu thị bằng màu tím. Thứ ba, đó là giá sàn mức giá kịch sàn và nhà đầu tư có thể mua hoặc bán trong phiên giao dịch hôm đó hoặc được biểu thị bằng màu xanh lơ. Thứ 4 là cách tính giá trần, giá sàn, giá tham chiếu. Giá trần là bằng giá tham chiếu nhân với mở ngoặc 1 cộng với biên độ dao động đóng ngoặc. Giá sàn là sẽ bằng giá tham chiếu nhân với 1 trừ đi biên độ dao động đóng ngoặc. Biên độ dao động của từng sàn là như sau: của sàn Thành phố Hồ Chí Minh là 7%, của sàn Hà Nội là 10% và sàn Upcom là 15%. Nắm được những khái niệm và cách thức tính toán giá trần, giá sàn, giá tham chiếu sẽ là những kiến thức cơ bản cho nhà đầu tư khi tham gia thị trường. Hy vọng những kiến thức này có thể bổ ích cho nhà đầu tư chứng khoán mới mới tham gia thị trường. Anh chị đừng quên like, subscribe kênh để em có thể ra thêm nhiều video bổ ích.